ban truyền hình phải đồng ý mày thì mày mới công nhận à. Cái câu này anh em nghe kỹ lại, ông ráp y chang cái kiểu như là ông đang xỉn. Ông uống rượu mới chắc 2-3 lít rượu hoặc là 3-4 thùng bia vô rồi hay gì nè. Ê vô. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ reaction là một bài hát là Mời Anh Về Cửa Mình của The Nay. Và sau đó là mình sẽ reaction thêm một cái bài của ông S Fury. Đó, là cái trận bíp này bắt đầu là xuất phát là từ cái bài hát này, Mời Anh Về Cửa Mình của The Nay. Xong sau đó là bài này được phát hành lên là ông kia rẹp lại The Nay liền ngay lập tức luôn. Thì mình có xem trên Facebook thì mình thấy là ông này là Phan Thạch hay Thạch Phan gì đó, còn ông kia là Hoàng Sang. Đó, ông kia đăng tattoo là mày, ông X4E á, là ông Hoàng Sang á, là ông mới đăng tattoo là mày muốn biết không, tao với mày chơi nè, khỏi mày nè, mày khỏi nói ai bú phem hết, tao với mày luôn nè. Đó, cái đời này là Thạch Phan xe cái tattoo đó của ông Hoàng Sang. Đó, người ta chấp bài sức chiêu trước. Đó, là sau khi cái bài này nè, đó là hai ông ba thổ nhau rồi đó nha, biết nhau nha, vô nha, vô nha. Yeah. Anh đi cửa trước. Anh... mình sẽ nghe và phân tích coi là cái bài này có cái gì mà hai ông bắt đầu cà khịa lẫn nhau và biết nhau. Đi cửa sau, cửa nào cũng đi hết rồi. Vậy thì bây giờ xin mời anh trở lại với cái cửa mình. Mày ngáo là bẩm sinh hay là cho mày tập luyện, hay là tại mày xài pin nên thường xuyên bị chập điện. Chương trình đã tính trước chỉ có chân thành là diễn viên hài, nhưng ai ngờ cái bóng ngay chân thành lại bị mày giành vai. Có vẻ như là những cái câu này là The Nay muốn diss Quờ Quy rồi, muốn diss Quờ Quy rồi anh em ơi. À, The Nay là không biết có hận thù gì với Quờ Quy trước đó không, mà có vẻ như là The Nay muốn nói đây là Quờ Quy rồi. À, The Nay khá ức chế và bực tức Quờ Quy như thế nào đây. Ra bài này luôn, Mời Anh Về Cửa Mình. Đặt cái tiêu đề là đúng cái câu nói của Chính Thành luôn, nghe lại nha. Mày xài pin nên thường xuyên bị chập điện. Chương trình đã tính trước chỉ có Chân Thành là diễn viên hài, nhưng ai ngờ cái bóng ngay Chân Thành lại bị mày giành vai. Ăn mặc thì tào lao như mấy thằng bóng ở trong hội chợ, đeo dây chuyền vàng mà nhìn mày vẫn không hơn mọi rợ. Mỗi khi mà mày phát biểu thì không ai hiểu mày nói cái gì. Người ta học hay trường đại học liên quan cái đéo gì tới cuộc thi, hay là do mày học ngu nên ghét những con người tri thức. Đéo có việc làm nên mới coi rap là duy nhất. Nói thật mà... đéo có việc làm. Đéo có việc làm nên mới coi rap là duy nhất. Câu này có vẻ như là nó cũng hơi là nặng nha. Câu này rap có vẻ như The Nay nói hơi là nặng. Hơi là nặng đấy. Hơi là nặng đấy. Đó, hơi là nặng. Biết là đam mê rap nhưng mà nói cô đéo có việc làm, cô rap là duy nhất, câu này có vẻ hơi là nặng nha. Là duy nhất, nói thật mày đâu có cửa để mà ngang hàng với Beyonce. Chỉ có cái đầu mày bóng lưỡng thì tao công nhận là classy. Ô thằng nghiện này ảo game khi nó được gọi là lão đại. Rap như đầu bùi nói chuyện thì như thằng ảo bại. Nó bắt đầu là lôi thẳng ra luôn rồi đó. Được gọi lão đại đó là anh em biết nói ai luôn rồi đó nha. Rap như đầu bùi nói chuyện như thằng não bại. Á, ông này nặng quá nha, ông này chửi nặng quá nha. Hãy chân rap việc mày như cục tức, là nỗi nhục của sao xài. Nghe nhạc mày tao nhức đầu, đau bụng đến đau tai. Hành động thì dễ thương trong khi hình tượng mình. Cái gì? Cái chỗ này là sao? Chỗ này sao đây? Nghe nhạc mày tao nhức đầu, đau bụng đến đau tai. Đau bụng là mắc cười đúng không? Đau bụng là mắc cười nè, còn đau tai là sao nhờ? Đau tai là nghe được má mặt mình quá, khó chịu quá. Má hét lỗ tai bố mày hoài, khó chịu quá nha. Tao bị đau tai nha. Cái gái bố mày rỉ ra hết rồi đấy. Đau tai, hành động thì dễ thương trong khi hình tượng mày nguy hiểm. Đeo mắt kiến đang tưởng tượng như ảnh đang đi biển. Đeo mắt kiến đen tưởng tượng như ảnh đang đi biển. Mà tôi có coi cái chương trình Rap Việt thì thấy Quờ Quy và Suboi đeo mắt kiến đen. Nhưng mà tôi không có nghĩ tới cái mức độ mà ông này ông so sánh, ông đang nói người ta đi biển. Anh em để ý kỹ, anh em coi Quờ Quy có đeo bao tai nữa. Anh Quờ Quy giống như Dương Phượt á. Dương Phượt
chạy chiếc xe gì đó, là xe hai bánh đó, chạy đi đi biển. Rồi tôi đang tưởng tượng cảnh mà đời ai nói câu này là y chang bà Quy đang chạy vậy nè, đang ngầu vậy. Hình như là cái trang phục của bà Quy là quần áo thun, quần jean đúng không ta, đồ dài, đeo bao tay, đeo mắt kính đen, còn shoe boy. Tôi đang tưởng tượng cảnh bà Quy chạy chiếc xe hạt lay hoặc là chiếc mô tô gì đó mà nhìn nó của dạng dân đi phượt á, shoe boy ngồi sau lưng đó, bà Quy chạy nè, chở shoe boy. Mở khúc nhạc này lên, mở khúc nhạc này lên nè. Đeo mắt kiến đang tưởng tượng như anh đang đi biển, nói chuyện thì quyến rũ như là nỗi anh nặng ký, người ta thi thì anh chậm chậm giống như là anh đang rặn nghỉ. Người ta thi thì ảnh chầm dầm giống như ảnh đang rặn ị. Cái phong cách của mỗi người mỗi khác ông ơi. Mà đời nay nói đúng là những cái vị ban giám khảo kia là ngồi lại cho như là kiểu như là ai rap gì đó có cái gì đó nó kích 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 thích con người của họ thì họ bực dậy hoặc là họ đứng dậy vỗ tay hoặc là họ phiêu theo rồi đó. Còn Hòa Quy ngồi coi rap vậy nè. Đó, theo như câu nói này của đời nay đúng không, thì mình sẽ diễn tả thêm chút xíu. Người ta thi thì ảnh trầm dòng giống như ảnh đang rặn nghị. Nguyên rồi coi rap vậy đó. Kiểu vậy đó, kiểu đời nay muốn nói là vậy đó, mà thực chất là Nguyên ngồi vậy thôi. Còn qua bài rap của đời nay là đời nay chế thêm. Ok, khúc này có vẻ như là chắc nói lại nguyên một cái khúc về cửa mình đó. Đó. Thôi, không có dám nghe tiếp đâu. Nghe mất công rồi mấy ông rap Việt cũng bất bản quyền nữa. Mấy ông khó lắm mấy ông ơi. Rồi, nghe như đây được rồi. Tôi nghĩ là chắc hết rồi. Auto thử coi. Anh Thành bây giờ. Thấy không, tôi biết ngay mà, mất công lắm, dính bản quyền liền đó. Rồi bây giờ là xong bài của đời nay rồi nha. Ôi con mẹ, bài của đời nay sao mà đồ má, sao bị dislike nhiều quá nhờ. Chắc là có vẻ đời nay ra thẳng thắn quá, đời nay có một cái gì đó với bà Quy. Và đời nay ra ra bài này và fan của bà Quy kéo vô dislike đời nay quá nhờ. Tôi thấy vui mà ta, tôi thấy trang như cà khịa rồi ấy này nọ với nhau nó vui mà, đâu có gì đâu. Nó qua đốt nhà mày giờ đó nay. Đúng rồi, bà Quy xưa là đồ ai ghẹo đốt nhà nha. Rap như 10 năm trước, chính xác luôn, đồ mà đời nay rap là như 10 năm trước luôn. Rồi, ok, mình sẽ like cho đời nay và mình subscribe cho kênh của đời nay luôn nha. Chồng nấu vợ khen vlog đúng không? Kênh này kênh mới của đời nay đúng không? Ok, và xong bài của đời nay rồi, bây giờ mình sẽ bay qua bài của ông Fury. Nó xong một cái bài là bắt đầu xuất phát cái trận bíp. Và bây giờ là bài của ông Fury. Vô, chạy đâu con nai, us Fury. Đời nay this it, vô. Yeah. Có nghĩa là như vậy là cái bài đời nay tung lên trước. Xong ông này là nói đời nay là không đồng quan điểm với đời nay, và ông này là muốn bíp với đời nay, và đời nay share cái status của ông này là nói là tao chấp sức chiêu trước. Là bài này là bài bắt đầu đít nhau rồi nha, bắt đầu đít nhau nha. Còn bài kia là đời nay cà khịa của quý thôi. Vô. Yeah. Ê Ê tới luôn chơi quất. Ông này có những cái intro căng quá nhờ. nghe lại rồi, yeah, rồi sao nữa, yeah, ai rồi sao nữa, tới luôn, chơi, quất, quất. Khi rap game ta đưa miếng ăn và miếng nói chứ để phải the night right. Hey. Tao ăn cục beef cho mày ăn hết, muốn đấu solo hay là thêm để mày nhảy nhảy. Khi đây chung tay đưa đắp game lên một tầm cấp mới, mày không thích hay sao mà đập phá. Trong bắt đầu diss tao đập Skyler, còn nó đập gì mày cũng biết rồi đó, đập đá. Sao mày không diss for we. Cái lồng má ơi, cái lô đi cuốn nhảy không nổi. Nếu mà anh em nghe mà anh em không đọc lyric nha,
không đọc lyric nha, là nghe là y chang như là mấy ông nước ngoài rap luôn á mấy ông, đúng không? Kiểu giống như là mấy ông da đen á, rap luôn á, y chang luôn ta, không khác gì luôn nha. Cái lô đi kiểu vậy đó, má cuốn quá nhờ. Chúng quay đó cái việc làm cho khi rap game đưa miếng ăn và miếng nói chứ để phải the night right. Hey. Tao quăng cục beef cho mày ăn hết, muốn đấu solo hay là thêm để mày nhảy nhảy. Khi đây chung tay đưa đắp game lên một tầm cấp mới, mày không thích hay sao mà đập phá. Trong bắt đầu diss tao đập Skyler, còn nó đập gì mày cũng biết rồi đó đập đá. Sao mày không diss Louis trước khi lên TV đi mà châu chơi nó là xong rồi mày mới diss về fame. Tao muốn là gì nó tao nghe hay mày còn chắc cú buồn so bị đấm đã tiếng thật khắc. Ồ, cái câu này có vẻ như là ông này nói thẳng ra luôn là sao mày không biết qua quy trước khi đi lên TV đi mà trong trời nó lên sóng rồi mày mới đít. Có nghĩa như là ông Esfuri muốn nói là ông Donai đang kiểu như là bú fame của Wii. Nhưng mà tôi thấy như là cái cách bú fame của Donai là rất là hiệu quả luôn, rất là hiệu quả luôn. Đó, ngay tại cái thời điểm này rap Việt đang hot, vào Donai ra một cái bài đít như vậy là sẽ được nhiều người nghe. Đó, like, địch like cái đó không quan trọng, quan trọng là cái bài đời này là được nhiều người biết đến. Bây giờ ghét chứ là thích cái gì đó tôi không cần biết. Mình xem giải trí nha, còn ông này là mình đang quan tâm tới ông này, diss đời này đây, vô. Mày mới diss về fame, không muốn là xì, nói tao nghe hay, mày còn chắc cú buồn sôi bị đấm đã tiếng thật khắm này bao năm không cá, chút nào liếc vào nhìn thấy cũng khá là tiếc, không tin tại sao trận đấu mày cá là biết, tụi nó hỏi tao để làm gì, tao bảo tụi đá mà giết. Người ta luôn mong cho ngày mai sáng, chứ nếu có một ai muốn mình lại tự kỷ về đêm đâu. Thời khu tao sống người ta cho được tiếng tăm, từ 2020 xem lại coi mày đang đâu. ATVD thì tao thấy họ cũng giỏi, chứ thằng đời này ngu dốt không có tí để phải mờ. Nếu không học hỏi thì cuộc đời mày sẽ ngã mãi, y chang như cái cách SGM tắt Skyline. Không lẽ lên truyền hình phải đúng ý mày thì mày mới công nhận à. Cái câu này anh em nghe kỹ lại, ổng rap y chang như cái kiểu như là ổng đang xỉn. Ông uống rượu mới chắc 2-3 lít rượu hoặc là 3-4 thùng bia vô rồi hay gì nè. Không lẽ lên truyền hình phải đúng ý mày thì mày mới công nhận à. Giờ không lẽ lên truyền hình phải đúng ý mày, mày mới công nhận hả? Y hệt vậy luôn đó, y hệt vậy luôn, anh em nghe kỹ rồi nha. Truyền hình phải đúng ý mày thì mày mới công nhận à. Chứ mày tí bánh mày mới tươi cười niềm nở chung để mà không giận à. Mày muốn tìm người đồng cảm để lắng nghe mày chửi với Quy hay cây từ lúc bị đạp Skyler đã chọn đợt nay làm chỗ đá, cho nên là hai ngày trước là lúc bị nhập. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy 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 đi con nai. Bắn chết mẹ con nai vàng, bắn chết mẹ mày. Ta đang chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Cái ông đồ về ông ba giọt bắn chết mẹ mày. Bắn chết mẹ mày. Bắn luôn. Bắn chết mẹ mày. Đêm sao không chung sân khấu với sao mà ghen ăn tức ở trong máu mới đau. Mày có thể giấu đến tụi nó sao mà giấu với tao. Không điển sẽ đâu, làm ơn xong đi. Mày không còn hơn được ai thì nên lặng em xem tao. Người ta còn quen tương lai chứ ai mà biết lần này là ai. Tất kỷ 2012. Má khúc này gắt quá nhờ. Khúc này đủ má đi đi kiểu như đi đi liên tục luôn, gắt quá nhờ. Khúc này gắt quá nha. Nè, nghe kỹ lên nha anh em. Điện sẽ đâu làm ơn sắp đi, mày không còn hơn được ai thì nên lặng em xem tao. Người ta còn quen tương lai chứ ai mà biết lần này là ai. Tới khi 2012, ý ông nói là từ khi 2012 tới giờ là không ai biết đời này là ai hết. Bảo ông cũng có biết GB đây mà. Lặng im giùm tao, người ta còn quen tô nay chứ ai mà biết đời này là ai. Từ khi 2012. Ý nói là 2012 trở về trước á, thì đời nay còn được nhiều người biết. 2012 trở về 2020 này á, là không ai biết tới đời nay cả. 2012. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy 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 đi con nai. Bắn chết mẹ con nai vàng. Bắn chết mẹ mày. Má thì biết mình cắt quá. Cái bài này tựa là chạy đâu con nai,
Có nghĩa là ông này ông đặt cái tiêu đề á, đặt cái tựa bài hát á, là muốn nói lại với đời nay là hồi xưa có một bài là Chạy Đâu Con Sâu của B-Ray. Đó. Mình sẽ like và subscribe cho ổng nha. Hai ông này cực kỳ là dễ thương, nhắn tin là xin reaction là cho liền ngay lập tức luôn. Ok. Đó. Thì đây mới là một cái trận đầu tiên. Cái trận kia là cà khịa, cái con beat kia và cái bài hát kia là cà khịa, còn đây là một là mới là một cái rau một của ông này đi trước. Đó. Thì hẹn các bạn gặp lại là mình sẽ ra cái phần 2 rồi bắt đầu hai ông biết nhau nữa. Cho phép mình reaction bài này theo hướng tích cực và hài hước đúc được không ạ? À? Cảm ơn bạn tự nhiên nhé. Chúc bạn ngày mới tốt lành. Cái ông X4E này cực kỳ dễ thương. Ông đời nay cũng vậy. Ông đời nay nhắn tin cái ông đời nay kêu reaction cho ok nha, tốt tốt nha. Ok. Và nếu các bạn thấy video này đem lại những phút giây giải trí cho các bạn thì các bạn nhớ bấm like và subscribe cho kênh của đời nay là Chồng Nấu Vợ Khen Vlog và kênh Hải Ngoại INC vậy nè. Đó, của ông X4E. Đó, like và subscribe cho hai kênh này trước, xong sau đó là rảnh tay thì bấm like và subscribe cho kênh Thái Thuốc Bổ của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video reaction tiếp theo. Hẹn ngày dài ngày nữa thôi, tôi sẽ ra phần 2 và trận bếp của hai ông này sẽ tiếp diễn. Ok, bye bye, chào tạm biệt.